Hôm nay là anh Duy Nguyễn nhận được rất nhiều tin nhắn, các bạn hỏi là khai trương chưa, nói tiền qua tập. Các bạn dẹp luôn đi nha, cái đó là khái niệm của phòng gym cỏ. Phòng gym cỏ nó mới vậy. Rồi các bạn fan của Duy Nguyễn muốn đến tham dự khai trương thì phải, thí dụ bạn ở xa mà không tập được thì bạn tới bạn mua hũ súp cũng được. Rồi hoặc là bạn đăng ký tập thì bạn đăng ký tập, không có tới không để chụp hình bắt tay con khỉ khô những cái trò đó. À, chỗ người ta khai trương ông tới ông không đăng ký vé tập, ông không mua súp con khỉ khô, tới gặp thần tượng thần cái con khỉ khô ai cảnh tiếp mày. Đừng nói em hâm mộ với mà anh Duy phủ phàng với em quá, cảm ơn mày. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng BVT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BVT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với chương trình của anh Duy Nguyễn. Không biết chương trình gì nữa. Thì trong chương trình này anh Duy sẽ thông báo vào cái ngày khai trương của BBT quận 9. Nó sẽ là ngày 20 tháng 10 năm 2020 vào lúc 20 giờ. Tại sao anh chọn ngày này? Anh chọn ngày này là cái giải pháp tình thế đây. Tại vì từ đây tới cuối năm hết ngày đẹp rồi. Từ đây tới cuối năm hết ngày đẹp rồi. Nên là anh phải khai trương ngày này. Không có sự chọn lựa nào khác hết. Bây giờ phân tích cái số đi. 20 giờ là số 20. Xong rồi ngày 20. Xong rồi tháng 10. Xong rồi năm 2020. Có phải là hai con 20 nó nằm ở giữa con 10 không? Ủa lộn, nó nằm ở kẹp 10 giữa không? Đó, số nó vậy đó mấy em. Thì vào cái ngày khai trương đó đó, anh sẽ tổ chức nó khá là đơn giản. Nên nó sẽ không giống như những cái chương trình khai trương của BBT quận 12. Nó đơn giản đến mức tiết kiệm, siêu tiết kiệm luôn. Mấy em nghĩ rằng anh nghèo cũng được nữa. Hoặc là mấy em nghĩ là cái mùa Covid này anh không tập trung đông người, hay là nghĩ cái gì cũng được. Nói chung thì cái ngày khai trương này là ngày khai trương anh cố gắng anh chạy nước rút để khai trương anh lấy ngày. Anh khai trương lấy ngày, do đó ngày khai trương anh làm rất là nhanh. Nhưng mà nhanh không có nghĩa là nó không có những cái phần gây dựng hiệu ứng truyền thông. Nói chung mà công ty BBT của anh Duy Nguyễn rất mạnh về truyền thông. Nên chắc chắn là cái clip truyền thông, những cái hệ thống clip truyền thông của cái ngày khai trương nó sẽ rất là vang dội. Cái đó là cái chắc chắn. Anh không đi sâu vào cái chi tiết của ngày khai trương là cái gì đó, nhưng mà anh sẽ thông báo cái này để cho các bạn được rõ. Hồi sáng anh có post một cái bài trên trang Facebook đó là thông báo nhận hoa. Wow. Tức là các bạn muốn gọi là tặng hoa cho công ty BBT hay là cho anh Duy Nguyễn vào cái ngày khai trương đó thì các bạn phải đăng ký. Các bạn không đăng ký thì tôi cũng nhận thôi, chứ không phải các bạn không đăng ký tôi cũng nhận. Nhưng mà các bạn phải đăng ký để chi? Để cho đàn em của tôi nó lên được cái chỗ, đúng không? Cái chỗ đẹp. Để cho thứ nhất là quan khách ta vô ta nhìn ta thấy. Thứ hai á là lên phim, lên ảnh rồi cho nó đẹp. Đó. Thì cái mục đích là tôi thích hoa. Cái tật của Duy là Duy thích chim, thích bướm và thích hoa thôi. Duy thích chim, thích bướm và thích hoa thôi. Chứ không có thích cái quà tặng gì mã đáo thành công kiểu Tàu gì đó, không thích. Đi bởi vậy các bạn đi khai trương của Duy á, nếu mà có lòng hay tặng hoa không, cầm tay không tới cũng được, sao đó đó. Hoặc là các bạn ở xa, các bạn fan của Duy Nguyễn á, thì các bạn cứ đặt hoa, công ty hoa tươi nó giao đó thôi à. Đó, nhưng mà vào những cái ngày khai trương hoa rất là nhiều, hoa nhiều lắm, nên cần phải có một cái sự gọi là tổ chức đó, nó hợp lý giữa nhân lực của BBT để tiếp nhận nguồn hoa đó và bỏ những cái hoa đó vô những vị trí nào. Đó là bộ phận marketing sẽ lên sẵn những cái vị trí để có thể đặt hoa trong trường hợp thứ nhất trời mưa gió này nọ kia, đặt ở ngoài rớt sao. Trời đất ơi, hồi kỳ quận 12 kìa, đặt ở ngoài á nó rớt rớp lụm thấy bà luôn đó. Xong rồi lối đi, đúng không? Xong rồi sảnh đó hai bên, xong rồi vị trí từng lầu này nọ kia để cho cái building đó là ngập tràn hoa. Còn các bạn đại lý thương hiệu á mà muốn PR đó thì hoa của các bạn nó phải có một cái format, tức là cái slogan của các bạn nè, rồi tên các bạn, rồi thương hiệu bạn, địa chỉ ở đâu đó gì đó đó. Chứ không phải là các bạn cứ không có kinh nghiệm, các bạn đặt công ty hoa tươi ai cho lẵng hoa chúc mừng khai trương tới BBT đi, mấy khứa đó nó làm theo mẫu
nó làm theo mẫu, không có đẹp đó. Nên hoa nó là cả một cái bầu trời nghệ thuật nha các bạn, chứ không phải là hoa bạn đặt mẹ mấy công ty mà nó cái chuyện mà nó làm mà nó có trình á, nó đưa cái hoa cái chân đồ yếu quá gió thổi bay hoa các bạn thì sao, đúng không? Thứ nhất chân yếu, thứ hai cái lẵng hoa nhìn xấu nữa, tự nhiên nó xấu á thì chắc chắn là BBT phải bỏ chỗ xấu rồi. Nó xấu vậy sao cho bạn nằm ngoài mặt tiền, nó niễn với mấy thằng kia hết, vừa lên hình đội hình này nọ kia sao được đó. Nên Duy và Nguyễn cũng tuyên bố một cái rất là sốc là các bạn cái đơn vị mà đặt hoa đó để mà tặng á thì phải đăng ký trước với địa chỉ email hiện ở dưới màn hình hoặc comment cho nhân viên của Duy Nguyễn trong thời điểm hiện tại, đó là Đình Trường và BB Trần Đạt. Wow. Đó, hoặc là comment thẳng cho tôi luôn, tôi tạo cho nhóm với tụi nó. Còn trong trường hợp sau này đuổi thằng đó không thì không biết nha. À, chứ không có approve mà xác nhận mà forever trong giai đoạn này. Đó, nói rõ ràng. Đó là cái về tặng hoa. Đó, và cái building quận 9 và quận 2 Trường là sẽ là một building của hoa. Những sắc hoa lộng lẫy. Những sắc hoa nó chúc mừng khai trương đơn giản là vậy là được rồi. Đó, rồi còn các bạn fan đó. Đó là một cái sốc nha. Rồi các bạn fan của Duy Nguyễn muốn đến tham dự khai trương thì phải thỏa mãn một trong hai điều kiện sau đây. Thứ nhất là đăng ký vé tập. Thứ hai á là mua súp. Làm cái nào cũng được hết. Thí dụ bạn ở xa mà không tập được thì bạn tới bạn mua súp cũng được. Rồi hoặc là bạn đăng ký tập thì bạn đăng ký tập, không có tới không để chụp hình bắt tay cũng thi khô những cái anh trời hết á. À, chỗ người ta khai trương ông tới ông không đăng ký vé tập, ông không mua súp con khỉ khô, tới gặp thần tượng thần cái con khỉ khô ai rảnh tiếp mày. Cái đó nói thẳng không có khách sáo gì đây trơn trọi đó. Đừng nói ủa em hâm mộ với mà anh gì phủ phàng với em quá, cảm ơn mày. Nghe không phải chuyện giỡn đâu em, cái chuyện khai trương là cái chuyện đàng hoàng, cái chuyện trọng đại, huống hồ gì khai trương một cái đinh mà rộng lớn to đùng như vậy á, trăm công nghìn việc anh nào phải tiếp đối tác. Đối tác của anh là ai? Hệ thống ngân hàng lớn của Việt Nam. Hoặc ngân hàng nhỏ không có, hệ thống ngân hàng lớn của Việt Nam. Rồi hệ thống đại lý thương hiệu. Đúng rồi, rồi hệ thống những nhà thầu xây dựng. Đó, đó là những cái đối tác làm ăn. Khai trương lần này vô mùa Covid nè, nên anh không có mời đối tác bên Mỹ. Trăm công nghìn chuyện của fan viết này nọ thì gặp được cũng có giao lưu cho phần là chuyện nhỏ. Đúng không, chuyện nhỏ. Nhưng mà tới ngày khai trương người ta thì ông phải là một còn mua quà, hai đăng ký tập. Mua súp á, chứ ông tới ngồi không, ông bánh chùa nữa ai chịu nổi. Tại vì khai trương á chắc chắn là sẽ có, thứ nhất là free tiệc BCA. Wow. Đó, cái thứ hai đó là buffet bánh. Buffet bánh, đó là xong rồi đi tham quan, rồi anh Duy Nguyễn đích thân giới thiệu từng cái hạng mục này nọ ABC đồ. Nó giao lưu với các bạn và đối tác rất là nhiều. Đó, rồi quay lại chị Hoa quên nói này. 20:20 ngày 20/10/2020 là cái ngày đó bắn pháo, lúc đó là bắn pháo, tức là có một nguyên dàn đệ tử của anh Duy Nguyễn nó đứng nó cầm pháo bắn cái đụng bên trời vậy đó, chụp hình lấy ảnh thôi à. Tôi sống ảo lắm, tôi không cần phải múa lân múa liếc gì hết, khỏi tốn tiền đi, không có rảnh đâu, giờ nghèo rồi không có tiền đâu mà đầu tư mấy trăm triệu cho cái màn khai trương mà chẳng làm được cái khô gì cả đó, nên giờ hình ảnh là chủ yếu, thấy không? Đó, bắn pháo một cái xong rồi diễn sâu nghiêm nghị này nó ok xong rồi đó. Vào lúc khoảnh khắc 20:20 nhưng mà nhận hoa nhận trước đó nha ông nội, ông gửi 5 giờ chiều không nhận đâu á, đúng không? Ông nhận hoa thì ông gửi hoa phải gửi buổi sáng hoặc là cùng lắm là buổi đầu giờ chiều thôi thì người ta mới có chỗ người ta sắp xếp hoa này nọ, chứ đâu phải giỡn đâu. Nó những cái bó hoa đó nằm cả tuần, nó nằm cả tuần luôn. Các bạn đừng nghĩ là tặng hoa là chỉ có cái loại mà chân treo đâu nha, đừng nghĩ gì sai lầm, nhiều lắm. Tặng hoa là có loại hoa treo tường, biết loại đó không? Chúc mừng khai trương này nọ, hoa treo tường đâu đó, rồi hoa để bạn. Wow. Trời đất ơi, bạn chơi vậy là kể như là hay nè. Bạn mua chậu lan, chậu gì đó, hoa khai trương á, hoa nó sống mấy tháng luôn không? Ồ, không có để bạn nó sống mấy tháng luôn á, sống dài lắm. Thôi, còn bây giờ trong cái giai đoạn khai trương này nó rất là gấp, nên cũng không có bắt buộc đại lý dành cho quận 9, tôi dành cho quận 7. Còn tất nhiên những đại lý á, đến tham dự được á, thì đến tham dự chứ không có ép nha. Đừng nghĩ là trời ơi má ơi mẹ Duy Nguyễn nó khai trương mày không tới muốn nó đi mày là con, không có khái niệm đó, không có khái niệm đó. Ví dụ như các bạn đại lý bạn vô được
thì vô mình ngồi mình nói chuyện này nọ, nói chung bạn thông cảm trong thời gian này rất là gấp gáp nên sự tiếp đón đó, nó sẽ có gì đó nó không có được phủ phê thời gian hơn nó nên Duy mới dành cái kế hoạch mà đón tiếp đại lý cho nó long trọng á là ở bên quận 7. Còn bên này á thì đại lý có qua thì cũng qua chơi rồi đi vòng vòng rồi Duy giới thiệu thăm này thăm kia rồi thôi này nọ coi. Còn cái chuyện mà hợp đồng từ cái chuyện mà đơn hàng thơm á thì về làm gì với cái toán. Trong khai trương thì chắc cũng có gì đó thơm thơm cho anh em chút đỉnh cho nó vui vậy đó. Rồi chắc có. Thì các bạn đi vô đây thì cũng thơm mà các bạn ở ngoài ngoài thì cũng thơm. Chứ không phải là các bạn nói là không đi. Bây giờ tự nhiên tổng công ty khai trương mà không vô có nào bị đì chúng ta. Có nào bị ép không ta? Không có chuyện đó yên tâm nha, đâu có đi bao đất. Nên trong tuần này á là công ty BBT tập trung cố gắng hoàn thiện hết tất cả những cái mảng về hình ảnh, những cái mảng về quảng cáo, những cái mảng chấp bá lặt vặt trong một cái building. Nó để cho anh sao cho nó đẹp nhất có thể, nó hoàn thiện nhất có thể vào ngày khai trương. Và thôi trong thời gian này thì anh Duy Nguyễn cũng thường xuyên tập trung ở bên đó. Rồi còn cái nữa là hôm nay là anh Duy Nguyễn nhận được rất nhiều tin nhắn các bạn hỏi là khai trương chưa nói tiền qua tập. Các bạn dẹp luôn đi nha, không có khái niệm khai trương rồi mới đóng tiền qua tập. Cái đó là khái niệm của phòng gym cỏ. Phòng gym cỏ nó mới vậy. Còn bây giờ các bạn vô đóng tiền đi. Nhân viên của Duy Nguyễn đã làm ở đó rồi. Nhân viên bán hàng, bán súp, đăng ký vé tập đã làm ở đó rồi. Tất cả mọi chuyện đã vận hành rồi. Các bạn vô đóng tiền, đúng không? Tới ngày tập tới ngày tập mới bắt đầu tính ngày. Vậy thì cái ngày tập á, nó sẽ có hai ngày dự kiến. Hai ngày dự kiến, ngày đầu tiên mà Duy Nguyễn nghĩ là đẹp nhất là ngày 1 tây tháng 11 năm 2020. Wow. Ngày đó đẹp nhất để vận hành nguyên cái building là tập thiệt, các bạn vô tập luôn á. Đó, mà tập bằng vô tập luôn. Còn nếu mà cái ngày đó mà nó không kịp á thì chuyển qua ngày 15 tháng 11 2020. Thì tại sao lại không kịp đây là cái gì? Tức là cái lượng member á nó không đủ để vận hành cái phòng gym thì chuyển thế thôi. Còn tất nhiên từ cái ngày khai trương tới lúc đó là hầu như là anh Duy Nguyễn bên quận 9 hết. Anh Duy Nguyễn ở bên quận 9 để thực hiện những cái video, những cái giáo án, những cái clip tập, những cái clip dạy đó, những cái gì tất tần tật mà Duy Nguyễn có thể làm ở quận 9 để tạo để sau này các bạn vô là các bạn có được cái hệ thống tài nguyên dồi dào đó để cho nhân viên và khách hàng cùng sử dụng đó. Xin thông báo cho bạn ngắn gọn vậy thôi thì mong rằng các bạn nói chung là cũng chung tay ủng hộ, đừng hỏi nhiều quá, xuống tiền tập đi đó, cứ đóng tiền tập đi. Bây giờ khách hàng á tao tập là tao chọn gói 1 năm không á, gói 1 năm không à, như gói 3 năm hơi bị lố, không chọn 1 năm nhiều lắm. Đó là thông tin mà mình nhận được tới ngày hôm nay. Con ông mà chọn cái gói mà rẻ nhất là gói 1 tháng đóng 800 ngàn. Thôi ông mẹ đóng 1 tháng 800 ngàn đóng làm gì không á, về xin tiền mẹ tiền cha là bèo bèo nhất có 6 tháng chứ. Bây giờ ăn hôi lông không thích ăn, đúng không? Nói chung là thích cái sự lâu dài, mà lâu dài thì cũng rẻ rúng, rẻ quá. À quên nữa, bên marketing tụi em á phải nghiên cứu cho anh hai cái thẻ, ba cái đi, cái gì silver rồi gold rồi gì diamond làm màu gì đó. Vậy thì cái nào được gọi là silver, gói tập nằm trở lên các trung tâm được cái gói silver. Khi mà bạn cầm gói silver, bạn cầm thẻ silver này á là bạn đi tất cả trung tâm BBT đều được. Wow. Chứ không thể nào mà bạn đóng có 1 tháng mà đòi đi 4 chỗ, bạn phá phòng sao bạn nghĩ hả? Đó. Rồi xong rồi cái gói thứ hai là gói gold, gold là 3 năm. Đó, còn gói diamond á là vừa 3 năm mà vừa là khách khách hàng mà gọi là thường xuyên mua súp. Khách hàng thường xuyên mua súp nó được thể hiện qua monthly á, tức tháng nào cũng mua đó. Ví dụ như giờ mà mấy em mua tháng này hoặc là mấy em, tức là cái sự mua súp của tụi em nó không có đều á thì cái gói diamond nó bị mất. Tất nhiên quyền lợi thì chưa nói được, nói giờ lộ quá, quảng cáo mà đương nhiên phải nửa kính thôi nha. Này thì tụi em cứ chuẩn bị đi làm màu thẻ để cho thành viên của mình có thẻ đó, nhìn cho nó ngầu. Tất nhiên là thẻ là cái hình thức cầm cho nó vui thôi, giờ quản lý bằng điện tử hết. Nhưng mà có cái thẻ là một cái gì đó nó rất là mấy dụng tử gì nữa, nó rất là vinh dự. Wow. Giống như anh Duy cầm thẻ rồng của Vietcombank, anh Duy Nguyễn đi khắp thế giới, anh Duy Nguyễn rất là vinh dự. Những nhỏ bên Mỹ hay là dịch vụ bên Mỹ nó cầm thấy cái thẻ của anh Duy nó sợ liền. Đó là số lượng người cầm thẻ này chắc là 0.2% dân số thế giới. Thậm thiệt mà, cái đó nó nghiêm túc, không có đùa đâu. Cái thẻ của anh á, thẻ của anh là hạn mức không giới hạn. Thí dụ như anh muốn mở, nhưng mở 10 tỷ. Nhưng mà anh mở 10 tỷ rủi ro bị hacker nhiều.
Thí dụ như tao cần mày cứ cần cần mở mở 1 tỷ thôi. Thẻ của anh hiện tại mở 1 tỷ. Nên cái thẻ Diamond của BBT nó sẽ là như vậy. Cảm ơn các bạn lắng nghe thông báo. Thân chào và hẹn gặp lại. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì, lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.